Hello các bạn, xem video của mình nha. Và mình là Ankara đây. Thì hôm nay mình sẽ làm một video clip, mình sẽ vẽ nhân vật game của mình nha. Trước khi vào video thì các bạn đừng quên bấm đăng ký và like cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mà các bạn hãy bấm đăng ký cho mình đi, tại vì mình mới có 39 người đăng ký thôi à. Mình đang tập tành làm YouTube mấy bạn. Thì các bạn hãy ủng hộ cho mình trong thời gian sắp tới nha. Thì bây giờ mình sẽ Cái này mình có tải một cái app là Gacha Virus. Đó, và app này nó không có sắc sảo lắm. Mình có tải một cái app nữa là Gacha Live, cũng không sắc sảo luôn. Chỉ có một cái app này nè, Gacha Club. Bấm vô. Này các bạn nhớ giảm tiếng lại nha, tại vì mình quên mình chưa tắt cái âm lượng của video các bạn. Vô đây. Mình đã làm sẵn nhân vật này rồi thì các bạn mình bấm vô studio mình bấm. Vô đây, giờ mình chụp hình lại. Mà mày không biết là sao cái màn hình của mình bị đen lộ nha, màn hình mình bị ngược, các bạn ráng coi giùm mình nha. Lát nữa sắp tới cái khúc kia rồi, nên là cái màn hình nó không bị ngược nữa đâu. Rồi, theo mình sẽ đi qua app XBizBand. Mà các bạn nghe video của mình á, các bạn thấy cái tiếng gì ồn á thì các bạn thông cảm cho mình nha. Tại em mình nó quậy. Cái này xóa đi. Rồi, mình sẽ bấm vô, nhập khẩu hình, nhập app này vô thôi. Đơn giản quá mà. Rồi, việc đầu tiên ai cũng phải làm là xóa cái tên đi. Rồi. Đó. Rồi. Tiếp theo mình sẽ chỉnh cho cái nét cọ nó bằng với cái cọ này. Rồi. Quá bằng luôn vậy. Vậy là ok nha. Thì mình sẽ chỉnh màu này để mình viền cọ lại. Chỉnh cho nó nhẹ nhẹ thôi. Thế là không. Rồi, mình sẽ vẽ nha. Khúc này thì mình sẽ có khúc cắt khúc cua. Vì ngại mình sắp hết đi nữa rồi. Đây, còn có 32% thôi. Rồi, mình sẽ vẽ. Hó, quá đẹp luôn. Mình chưa vẽ cái gì đó vậy, mình chưa đẹp rồi. Hơi lạ kỳ đó vậy. Rồi. Các bạn đừng có quan tâm đến tiếng ồn nha. Mình đã nói em mình là im rồi. Mà cứ mở tiếng to hoài, tức tức. Tức quá. Rồi. Cứ vẽ vậy thôi. Mình vẽ không có đẹp lắm nha này. Các bạn thông cảm cho mình nha. Ôi, mở gì mà to dữ. Biết cái gì. Khổ. Đó, mình vẽ không có đẹp lắm nha. Mình vẽ nét bự hơn một chút. Đó. Các bạn nhớ bấm đăng ký và like cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn sẽ ủng hộ mình trong thời gian sắp tới. Các bạn muốn mình làm những video clip nào, các bạn cứ bình luận dính bên dưới nha. Mình sẽ làm theo yêu cầu của các bạn. Bình luận thì mình cho các bạn bình luận, chứ mình không có tắt bình luận của các bạn. Mình sẽ không tắt bình luận ở mỗi video nha. Cho các bạn bình luận vô. Nếu mà mình được nhiều người đăng ký, nếu mà mình được một ca sub người đăng ký, thì mình sẽ mở một event tặng quà trong game. Tại vì lúc đó mình mới có tiền nạp game, chứ bây giờ mình không có tiền nạp game. Mà ba mình cũng nói là khi nào mà mình được một ca sub thì mới cho mình nạp tiền vô game. Cái này là mình nói thật nha mày. Không có nói xạo đâu. Nên là các bạn nhớ là bấm đăng ký cho mình nha. Ước mơ của mình nhỏ lắm mấy bạn. Ước mơ của mình chỉ là làm YouTuber thôi. Nhỏ ghê vậy đó. Nghe nói qua một cái là thấy nó hơi kỳ cục rồi đó. Mình nói lại là mình vẽ bằng bút điện tử nha mấy bạn. Mình không phải vẽ bằng tay. Chờ mấy bạn muốn mà vẽ thì các bạn nhớ là mua bút điện tử nha. Đó.
Hả, mình sẽ vẽ thử hoài luôn. Các bạn nhớ bấm like và đăng ký cho mình nha. Các bạn có muốn mình làm video về chơi game Mi World không vậy? Các bạn mình luận cho bên dưới cho mình biết nha. Mình sẽ chơi xây nhà. Nói chung là mình cũng xây được một thành phố chẳng mà đó. Cái lúc mình cần tuyển thành viên mà mình chưa xây xong nha. Mình xây xong mà mình mới tuyển thành viên nha các bạn. Luật thì các bạn coi nha. Chờ xíu lát nữa mình sẽ đưa cho các bạn coi cái luật. Luật cũng đơn giản lắm. Luật này mà cũng phải cái luật nữa mà. Như thế này là mình phải tuân thủ từ nhỏ tới giờ. Các bạn chờ mình xíu nha. Và mình sẽ đưa cho các bạn cái luật. Các bạn quan tâm cái tiếng nhạc nha. Em mình đang coi YouTube á. Em mình cũng dễ thương lắm luôn các bạn. Ôi trời ơi. Trời ơi trời. Chết chết nè, chết rồi. Vậy là nó không được rồi. Đó, mình cứ vẽ 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 vờ vờ vậy thôi. Luật thì mình sẽ để dưới video nha. Với lại mình sẽ để cái gì mà em nhớ thôi. Và mới có một cái nữa là bây giờ mình chưa có phải là YouTuber. Nên là các bạn bấm đăng ký cho mình nha. Mình có động lực mình xây thêm nhà. Tại vì mình rất là miếng xây nhà đúng không ạ? Toàn là ba mình xây giùm mình không ạ? Cũng đẹp. Mình nói lại là mình vẽ không có đẹp lắm nha các bạn. Các bạn thông cảm nha. Ui. Này các bạn học online chưa? Mình là học online rồi đó. Này. Mà đăng ký và like cho mình nha, cảm ơn rất nhiều. Câu nói là mình nói mỗi video luôn này mà mình không hề tăng một lượt đăng ký nào. Các bạn đã xem video của mình rồi thì các bạn sẵn tay các bạn bấm cái nút màu đỏ đăng ký cho mình luôn. Mà các bạn chỉ có mấy giây thôi à. Đăng ký giùm mình nha. Đâu rồi? Mình cứ thấy mình không cần câu đâu. Sơ sơ cũng đẹp. Đẹp đúng không các bạn? À, để mình suy nghĩ coi là nhân vật con của mình đó là con gì ha? Chắc là con gấu hả các bạn? Cái giày của mình nè. Hay mình sẽ chỉnh màu đen, mình chỉnh con gấu như này. Nó hơi kỳ, hơi bỏ đi. Mình sẽ vẽ một con gấu trên đầu mình. Đây, đầu tiên mình sẽ vẽ. Để mình lên Google mình tìm nha. À, các bạn thấy cái bàn phím của mình có xịn sò không? Đó, các bạn cứ cần tải app luôn. Là mình cay như này, cáp nè. Nó cái app này nó đang phát ra đèn nữa. Mình tải nó về nha. Rồi. Hình gấu. No. Ủa cái gì vậy? Hình gấu nâu. Nhỏ. Cứt tẹt.
tìm nha. Ủa cái gì vậy? Ủa hay con gấu mà mình tìm đây. Nó có hình ảnh em ạ. Trời ơi mới đây mà 25% chứ. Ủa dễ thương quá vậy. Các bạn nhìn nè. Quá cô kè, quá cô kè. Hay tải 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 liền. Ok. Ảnh nào đẹp ta. Mấy ảnh này cũng dễ vẽ. Ok, ảnh này là cô kè lắm rồi. Coi coi, ủa. Đây. Rồi, thêm mình ảnh vô. Thì bỏ nha mày. Tắm ok là chết luôn. Cho xíu, cho mình xíu nha. Rồi mình đang vẽ. Oh my god. Ủa sao mình nét được ta. Quá bự, nét cầu quá bự. Không được. Mình không vẽ không được luôn nè. Oh my god. Kéo xíu luôn á mẹ. Đó các bạn đã đăng ký cho mình rồi. Các bạn nào mà tốt bụng quá thì các bạn nhớ chia sẻ cho người thân đăng ký cho mình luôn nha. Mình đang coi phim Đội Chó Cứu Hộ. Ngày xưa thì mình coi á, em mình không chịu coi. Từ cậu bé. Mà giờ mình coi, à giờ mình không coi nữa. Mình coi hết rồi. Thì em mình ấy thích coi kỳ lạ vậy á. Khổ quá nè. Rồi mình đang vẽ nha. Bạn mình kêu mình đủ trên rồi. Mình về trước. Các bạn đừng quên bấm đăng ký và like cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình thấy nó không hợp lý lắm thì mình sẽ về lại. Ok. Làm YouTube cũng khó lắm mấy bạn ơi. Để tới mà cái lúc kiếm tiền cho mình mơ 3 tiếp á. Nên là các bạn cứ ủng hộ cho mình đi. Cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Hay là các bạn có muốn mình làm một clip mà vừa bắt cua Ray Trader hoặc là Mirror World vừa hát không mấy bạn? Các bạn comment xuống bên dưới đi. Mình sẽ làm. Mình bất chấp tất cả. Thì các bạn hãy bấm đăng ký mình nha. Đó, mình vẽ bằng bút điện tử này vẽ dễ lắm. Hai. Rồi. Rồi mình sẽ vẽ tiếp. Mẹ mình kêu mình đi lấy đồ rồi. Thì chờ mình xíu nha bạn. Ok. Dạ. Rồi. Ba mình làm bánh, đang làm bánh canh nha bạn. Ba mình làm ngon lắm luôn á. Ngon thật sự. Rồi mình đợi mình chút xíu nữa nha. Mẹ mẹ ơi. Mẹ. Rồi, mình sẽ vẽ nha. Thì bye bye. Rồi, tiếp tục. Với chuyên mục vẽ vời của anh Kara. Đó, mình sẽ vẽ tiếp. Con gấu dễ thương thiệt luôn á. Linh thú mình sẽ là con gấu như vậy. Nhìn thấy cưng ghê quá. Trời đất ơi. Con gấu là gấu nâu như vậy. Mẹ nhớ nhớ mình nè. Gấu nâu như vậy. Không hề nhớ một ai hết. Lúc đầu mình định là con dơi ấy mày. Mà thấy nó kỳ quá. Tự nhiên đùng cái kia con dơi. Ơ lộn con dơi. Nó mình định làm con gấu nâu. Quá là cô te. Thì mình sẽ chọn là màu xám. Gấu vẫn màu nâu nhưng mà mình thích màu xám nha. Không có thể nào đổi được đâu. Các bạn đừng quên đăng ký và like cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mà mình nói là một lần nữa nha các bạn. Bạn nào biết không? À lộn mà nó lộn. Mình xin phép nói lại là mấy bạn có muốn mình làm video vừa bắt cua vừa hát một bài nào đó mấy bạn. Mình sẽ hát công thật để không bị báo cáo. Đấy. Mình thích coi Đội Chó Cứu Hộ cực kỳ. Có anh Rider nữa. Wow. Có thuyền trưởng gì nữa mày. Mình cũng nhớ rõ tên nữa. Cô tè quá. Nhìn kìa. Nhìn phát điên. Quá là cô tè, tại sao lại cô tè thế. Đó.
đổi mắt lại luôn, cái nhạt nhạt này, ủa không, mắt này đẹp, mắt này đẹp mình sẽ sửa lại nha. Các bạn luôn đăng ký và like cho mình nha, cảm ơn các bạn rất nhiều, mình mong các bạn sẽ ủng hộ mình trong thời gian sắp tới. À, các bạn ơi, à, các bạn có muốn các bạn với mình trong đây Twitter và Minua không? Các bạn comment xuống bên dưới thì mình sẽ ghi cái ID của mình cho các bạn kết bạn với mình nha. À, mình sẽ vẽ cái môi luôn. Môi mình sẽ nhẹ hơn một chút. À, mình chỉnh cái này nè, nó hồng không? Mình thích một cách nhẹ hơn. Oh my god. Đây. Bôi sạch luôn. Đó. Các bạn có muốn coi mặt của em mình không các bạn? Ankara Play Game. Nhập cho bạn luôn.
sao nó lên kênh của mình? Ủa mình chưa thay đổi nữa. Ủa gì kìa ta. Thôi mà các bạn cứ tìm kênh của mình đi. Mình đã kết thúc cái video tại đây nha. Các bạn đừng quên đăng ký và like.